Quý vị thân mến, những ngày qua Tây Nguyên và Nam Bộ đã ghi nhận nhiều cơn mưa trái mùa, trong khi đó miền Bắc và miền Trung vẫn tiếp tục rét sâu. Những vùng núi cao thậm chí xuất hiện băng giá. Theo dự báo khả năng dịp Tết miền Bắc trời rét, miền Trung trời lạnh, miền Nam mát mẻ. Cụ thể theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn giải thích Năm nay mưa trái mùa ở Nam Bộ xuất hiện nhiều là do rãnh thấp xích đạo vẫn nằm vắt ngang các tỉnh miền Tây, theo đúng thông thường phải dịch chuyển về phía Nam bán cầu. Bên cạnh đó, mưa trái mùa xuất hiện thành từng đợt kéo dài từ 2 đến 3 ngày, cụ thể như đợt mưa trái mùa hiện nay là do có đợt áp thấp cường độ nhẹ ở phía nam Biển Đông. Áp thấp này cách côn đảo khoảng 150 km và di chuyển về hướng mũi Cà Mau. Chính vì vậy, khu vực từ Sóc Trăng đến Bạc Liêu và Cà Mau có mưa nhiều và lượng mưa khá. Sau ngày 7 tháng 1, mưa sẽ hết và trời trở lại bình thường. Theo mô hình dự báo của Úc, từ sau ngày 10 tháng 1 sẽ có một vùng áp thấp nằm trong rãnh thấp xích đạo. Áp thấp này hình thành ở phía đông của miền nam Philippines, đến khoảng ngày 13 14 tháng 1, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực giữa biển Đông của Việt Nam. Diễn biến của vùng áp thấp còn phụ thuộc vào cường độ của các đợt lạnh sắp tới. Nếu các đợt không khí lạnh có cường độ cao sẽ làm vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới suy yếu rồi tan và ngược lại. Áp thấp xảy ra vào giai đoạn này cũng là hiện tượng bất thường của thời tiết nên rất nguy hiểm. Trong khi đó, ở phía bắc, từ khoảng ngày 12 tháng 1 sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh tràn xuống tới Trung Quốc sau đó tiếp tục di chuyển vào miền Bắc của Việt Nam nhiều khả năng các tỉnh miền Bắc sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh này trong những ngày giáp tết và cả đầu năm mới các vùng núi có độ cao trên 2.000m như Phan Xipang, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn có thể xuất hiện băng giá cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh miền Trung còn kèm theo mưa vào giai đoạn này ở khu vực miền Trung vẫn còn mưa là điều bình thường, mưa do yếu tố địa hình kết hợp với các đợt không khí lạnh. Song mưa với lượng mưa lớn như những thời gian qua là điều bất thường, chúng ta chỉ có thể giải thích về hiện tượng này là do biến đổi khí hậu gây nên. Tại các tỉnh Nam Bộ, trời phổ biến mát mẻ trong khoảng trung bình từ 21 đến 22 độ C, trừ một số nơi ở Bình Phước và Đồng Nai, nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C bên cạnh sự ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh nam bộ còn chịu sự chi phối của rãnh thấp xích đạo nên khi không khí lạnh suy yếu rãnh thấp sẽ hoạt động mạnh hơn và gây mưa trái mùa thông thường vào thời gian này rãnh thấp sẽ dịch chuyển về phía nam bán cầu tuy nhiên hiện nay vẫn nằm vắt ngang các tỉnh đồng bằng sông cửu long đây là yếu tố làm cho mưa trái mùa ở nam bộ xảy ra nhiều hơn